Sách Cái Dũng của Thánh Nhân, tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Phi lộ. Quyển sách này tôi viết nó ra trên 10 năm, trong hồi gió bụi mịt mờ. Tôi không bao giờ dám nghĩ nó có thể xuất bản được trong khi nhân loại đang sống phập phồng bên miệng núi lửa. Nó lăm le bùng nổ không biết giờ phút nào. Lòng tham dục của con người đã đạt đến cực độ, bởi vậy bàn đến cái dũng của thánh nhân, lúc này không khéo lại đi làm cái chuyện nghịch đời. Thế mà hôm nay, cái dũng của thánh nhân lại còn được một tiếng dội thâm sâu nơi tâm hồn một vài bạn. Thật đã làm sống lại nơi lòng tôi một đôi hy vọng. Cái cao vọng của tôi chỉ gây được nơi lòng các bạn sự ngưỡng mộ. Những cái gì hay, đẹp thôi, được bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi. Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt xa ta hơn và cao hơn nữa hay sao? Người ta sẽ bảo cái dũng của thánh nhân chỉ là cái mộng. Dân, một cái mộng, mà là một cái mộng tuyệt đẹp như muôn vàn mộng khác. Người ta há chẳng phải bảo đẹp như mộng. Vậy chứ lý tưởng là gì nếu không phải là mộng? Ngày nào trên thế gian này con người hết đeo đuổi theo một cái mộng gì nữa, ngày ấy cuộc tiến hóa của loài người cũng sẽ dứt hẳn. Mà đời sống của mỗi một người của chúng ta cũng đến lạc lẽo vô vị như nước ốc. Miễn là mộng của ta đừng phải là ảo mộng thì thôi. Nhưng nếu cái dũng của thánh nhân đã có những người trước ta họ thành tựu rồi, thời sao có thể gọi là ảo mộng được, trong khi ta cũng là người như họ. Sài Thành, ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1942. Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt ắt phải có khí tiết hơn người, nhưng nhân tình có chỗ không thể nhịn được, bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình, xốc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy. Tô Đông Pha: thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, nhu thắng can, nhược thắng cường. Lão Tử. Tựa: vào khoảng trọng xuân năm Kỷ Mão 1939, trong quyển Thanh Dạ Văn Chung, tôi có viết: thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân không để cho hoàn cảnh ung đúc, không để cho thời lưu lôi cuốn, những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình, những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng, vang rền những tiếng la thét của quần đoàn, của một đoàn trừu mất đường lạc lối, mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tỉnh mẩn, phi thường của tâm trí, những linh hồn tự do, những tâm tánh cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Nhưng đó chỉ là một hoài bão. Muốn đào tạo những cá nhân như thế phải làm cách nào? Quyển này cho ra là để trả lời câu hỏi ấy. Thực hành cái hoài bão trước kia vậy. Đắc kỳ sở nguyện là cốt yếu, mà có thỏa mãn đặng các bạn hay không lại là một điều tôi không dám mong mỏi. Trước hết, các bạn nên biết rằng quyển sách này viết ra cho tôi nhiều hơn cho các bạn. Đây là quyển bàn về phương pháp điêu luyện phẩm cách thanh cao nhất của con người theo lý tưởng của Á Đông, nhân cách của một con người siêu thoát. Thu Giang, Sài Thành, ngày 22 tháng 9 năm 1942. Phần thứ nhất, chương 1, cái dũng của thánh nhân. Đức hạnh của con người dẫu có nhiều thứ bậc nào cũng không ngoài hai hạng: tư đức và công hạnh. Tư đức là những đức tánh ăn chịu về nhân cách riêng của từng cá nhân như nhẫn nại,
can đảm, quả quyết, điềm đạm. Công hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người chung quanh, như đối với cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bậu bạn và hơn nữa với chủng tộc và nhân loại. Ở đây tôi xin bàn về cái tư đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc chí nhân, tính điềm đạm. Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản. Phật bàn về tâm vô quái ngại, Lão nói về vô vi điềm tĩnh, Nho luận đến hạo nhiên chi khí, Toàn chỉ vào một đức tánh đã nói trên, điềm đạm. Điềm đạm là gì? Điềm đạm tức là cái tính như như bất động, thản nhiên bình tĩnh, không để cho ngoại vật động đến tâm mình. Người điềm đạm tức là người đã làm chủ cả tình dục và ý chí của mình. Nói một cách khác, người điềm đạm tức người tự động, không bị động vì những vật không tùng mình nữa. Khổng Tử bị vây ở đất khuôn, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đờn, đờn và ca. Tử Lộ hỏi, phu tử làm sao vui được thế? Khổng Tử nói, ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe. Ta đã làm hết sức ta để tránh cái chuyện này, thế mà không được. Đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại trời. Xưa Nghiêu, Thuấn không bị cự cùng như ta ngày nay đâu. Chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái mạng của họ không như của ta. Kiệt Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn, mà họ bị hại chỉ vì cái mạng của họ không giống như hai người kia, lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long. Đó là cái dũng của bọn chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái dũng của bọn thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sanh, ấy là cái dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời, mạng, và bất cứ là ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của thánh nhân. Cái dũng của thánh nhân tức là chỗ cùng cực của điềm đạm. Tích xưa, theo thần thoại Phù Tang, các vị thần ở trên cõi trời có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ cả thế gian. Bất kỳ là vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi chọi, coi ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, cũng là người cao tuổi hơn hết. Trong các vị thần, một vị bước ra nói, các ngài hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào. Tức thời, một ánh sáng chớp lạnh xương, liền theo đó tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt, lúc bấy giờ không còn một ai dám nghĩ mình là người bất khả xâm phạm nữa. Vị thần Bảo Tố bước ra nói, sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa kìa. Hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ. Nói vừa dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên, ban đầu từ từ, kế đó sóng nổi gió tung nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng to, cuồn cuộn ầm ầm, chỉ thấy còn có một vùng nước mênh mông trắng giả, những ngọn núi cao, sóng đánh lấn riết, không còn thấy mặt sóng càng vút càng cao, gió càng vút càng lớn, hăm he chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha thần Bảo Tố, giãy tay một cái, sóng lặng gió êm. Bấy giờ nước biển lao xao, sóng chạy lăng tăng trên mặt cát. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn thì nghe có một giọng lạnh lót cất lên, sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của sức bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở cái thuật khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục, chớ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục. Dứt lời, vị thần âm nhạc
lấy ống tiêu, thổi lên một hơi, nhẹ nhàng, êm ái. Như thế nào mà hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần, nhưng ngay dại tất cả đều như bị sức mạnh lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị này không thấy sấm sét mà chó mắt, sóng bủa nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi, mà tiếng nhạc du dương, thâm trầm huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả. Vị trọng tài dây qua hỏi, ngài có phải mù điếc gì không? Không, tôi thấy và tôi nghe. Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ nước dâng không làm cho quả tim ngài chao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn ngài xao xuyến sao? Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng xao. Nhưng sau gương mặt ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả. Không, tôi là điềm đạm, tôi là kẻ biết huấn luyện cảm giác tôi. Tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các ngài chỉ là những người còn làm tôi mọi nó, vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình trong lúc mà một tiếng nhạc tiêu tao cũng có đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt, còn nói đến uy lực nổi gì. Kẻ có tài ảo hoặc người kia khi thấy nước dâng, nghe sấm nổ cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai. Các vị thần cúi mặt làm thinh. Vị trọng tài nói tiếp, quyền bá chủ là người này, sức mạnh thật nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này. Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo léo biết điều khiển tình dục của mình. Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn một thế lực khác đánh ngã, không còn gọi đặng là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế, rõ là người có sức mạnh trên hết. Bất kỳ là những ám thị, những dẫn dụ nào cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại, người này đã thấy hết và đã khéo lợi dụng cả thảy để làm tôi mọi cho mình. Nếu các anh em tin cậy nơi sự phê phán của tôi, thì tôi xin nói thật, vị thần điềm đạm này là chúa tể chúng ta cả thảy. Từ ấy đến nay, câu phê phán ấy vẫn không sai giá. Phải, sự điềm đạm là chúa tể của chúng ta cả thảy. Đạo hạnh con người đi đến đó là đã tới chỗ cùng cực của nhân cách con người rồi. Trót một nền học thuật của lão Trang, không ngoài cái ý đem con người đến cõi điềm đạm chí cực. Cái đó sâu xa, cao thượng quá, chưa phải chỗ nói của tôi hôm nay. Tôi đã dành sẵn cho nó một nơi khác. Muốn lên chỗ cao phải khởi từ chỗ thấp, muốn được một tinh thần bất úy, điềm đạm như các bậc thánh nhân, trước hết phải biết nguyên nhân khiến lòng ta hay chao động sợ sệt, không phải là một chứng bệnh nan y, phải có ý chí và kiên tâm thì làm gì không đạt được ý nguyện. Sau đây, tôi sẽ bàn đến những phương pháp từ thấp lên cao để cho mỗi một người của chúng ta đều được đi đến cái tinh thần đại dũng ấy. Chương 2. Xúc tích khí lực. A. Phần lý thuyết. Nguyên nhân thứ nhất khiến cho ta có tánh hay sợ là thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là sức mạnh của cân cốt. Mặc dầu sức của cân cốt là hiện tượng của sức khỏe, ta phải khéo phân biệt chỗ đó. Thật vậy, có nhiều người to lớn vạm vỡ, nhất thời có thể vác cả trăm cân, không thấy mệt. Thế mà gặp chút nghịch cảnh là đủ thấy con người của họ rụng rời, chán nản, họ nhát như treo. Cân cốt họ to lớn, mạnh dạn, nhưng mà khí lực họ rất kém cỏi sa sút. Sức khỏe ở nơi sự khéo tu dưỡng khí lực, chứ không phải chỉ nơi điêu luyện thân thể mà thôi. Napoleon đâu phải là một người to lớn mạnh mẽ, nhưng khí lực ông dồi dào, có khi đánh trận suốt ngày này qua ngày kia, thức suốt đêm kia qua đêm nọ. Thế mà tinh thần ông vẫn minh mẫn hoạt bát luôn luôn, không ai sánh kịp. Sức làm việc của ông là một chuyện phi phàm, là nhờ đâu?
nhờ ông khéo tu dưỡng khí lực. Các bạn hẳn cũng có nghe nói đến khoa học khí công của người Trung Hoa và Ấn Độ. Có nhiều nhà luyện khí, nhỏ thó, sức mạnh về cân cốt cũng tầm thường. Nhưng một cái đấm hay một cái đá, hoặc một cái ngó của họ cũng đủ làm cho cái người của mình đảo điên ngơ ngẩn ấy là nhờ khí lực của họ, hết sức đầy đủ dồi dào. Tại sao khí lực và sức lực lại khác nhau? Khí lực thì ở dưới quyền thẩm sát của cái thần, mà sức lực thì dưới quyền kiểm tra của khí. Đấy là chỗ mật pháp của khoa học khí công, chưa phải chỗ tôi nói ở đây. Khí lực là môi giới giữa thần minh và xác thịt. Khí lực không khác nào dầu xăng, thể chất như cái xe, còn thần minh như người cầm lái vậy. Không khí lực thì thân thể không bao giờ tuân lệnh nổi ý chí của thần minh. Hiếm kẻ nói, tôi đâu có muốn sợ, tôi đã hiểu không có gì phải sợ cả. Thế sao quả tim tôi đập mạnh, rồi cái sợ ở đâu, nó tràn vào lấn cả tâm hồn. Đó là tại ta thiếu khí lực. Súc tích khí lực, ngoài những phương pháp khí công để tăng gia nó, cũng còn có nhiều cách giữ gìn cho nó đừng tản mát vô ích. Giữ gìn cho nó đừng tản mát là phương pháp tiêu cực, còn luyện tập khí công là phương pháp tích cực. Ở đây tôi chỉ bàn qua phương pháp tiêu cực. Tuy là tiêu cực nhưng cũng phải dụng công như phương pháp tích cực. Có khi còn khó khăn hơn cả trăm lần như ta sẽ thấy sau đây. Tóm lại, có hai cách để xúc tích khí lực. 1. Công phu dưỡng khí. 2. Công phu luyện khí. Một cái tiêu cực, một cái tích cực, một cái thuộc âm, một cái thuộc dương. Ta phải cho nó đi liền với nhau, một cách điều hòa mới mong có được sự thăng bằng của sức khỏe. Ở đây, tôi muốn các bạn để ý đến công phu dưỡng khí. Trước hết, vì như các bạn đã biết, về phương diện tiền bạc, nếu muốn giàu có, trước phải lo cần kiệm, rồi sau mới lo làm tiền thêm. Về phương diện xúc tích khí lực cũng một thế. Công phu dưỡng khí. Vật chất và tinh thần quan hệ với nhau rất mật thiết. Một thể chất bạc nhược không bao giờ có đặng một tinh thần dũng mãnh. Cái đó là một điều hết sức hiển nhiên. Nguyên nhân làm cho ta hao tán khí lực là sự náo động vô ích. Ta nên phân biệt cho kỹ náo động và hoạt động. Phàm muốn thi hành một điều gì, ta phải quan sát cử động ta, đừng cho nó có những phung phí vô ích. Sống phải hoạt động, nhưng không nên náo động chút nào cả. Quay máy xe hơi là để mà chạy đến một chỗ nào nhất định tới nơi rồi, vô lý lại không tắt máy, để hao xăng vô ích. Để máy chạy vô ích trong lúc xe nghỉ, đó là náo động. Để máy chạy trong lúc xe đi, đó là hoạt động. Một cái động vô ích và một cái động hữu ích, đó là chỗ phân biệt náo động và hoạt động. Trong đời ta cần phải kiểm tra và trừ khử một cách gắt gao những náo động, những phung phí vô lối khí lực ta, nếu ta muốn đi đến một tinh thần thanh sản và tự chủ. Mỗi một cử động vô ích như la hét, cười cợt, nhảy nhót, rùng vai, rút cổ, ra tay ra chân, nóng nảy vụt chạc, toàn là những cử động vô ích, chỉ để làm tiêu hao khí lực, chớ không bổ dụng vào đâu cả. Ta nên biết, bất kỳ là một cử động nào, dầu yếu hay mạnh, cũng đều làm cho khí lực tiêu hao. Vậy ta phải hết sức tiết kiệm những khí lực hao tổn vô lối ấy, bòn mót nó như bòn vàng. Ở một xứ kia, rất xa, có một ngọn núi rất cao. Trên triền núi có những đường suối chảy rất trong, ban đêm cũng thấy nhấp nhô ánh sáng dưới đáy. Cái trạng thái đặc biệt ấy làm cho hai người lữ khách đi lạc vào khu vực ấy để ý. Muốn khám phá cái trạng thái huyền bí ấy, mấy người này lấy tay mò dưới đáy và bốc lên một bụm cát để xem. Một người la lên, ý, vàng đây anh. Phải, vàng. Rồi anh sau này vẫn ngồi lẳng lặng suy nghĩ. Anh trước thì lo hốt lên đổ xuống, chơi một hồi cho đã, đứng dậy, chùi tay và thở ra than. Thật vậy đấy, là chất vàng, nhưng mà nó có ích gì cho mình? Anh không thấy, vàng ở đấy chỉ là những mạt rất nhỏ,
có thấm vào đâu mà để ý tới nó cho tốn công vô ích. Anh ngồi suy nghĩ trả lời, không, mình phải thủng thỉnh mà bòn từng chút, rồi hiệp lại mới nên một thổi chứ. Thôi anh, tôi không phải đem cái đời của tôi chôn nơi chốn hoang sơn cùng cốc này, tôi muốn làm giàu một cách nhanh chóng kìa. Người ta quyết chắc với tôi rằng, ở ngoài những miền biển kia, có rất nhiều giống thú lạ, da nó rất quý. Anh cũng dư biết, tôi là một tay thiện xạ, bá phát, bá trúng. Tôi sẽ bắt đầu đi vào con đường tôi đã nói. Tôi cũng biết như anh vậy, nhưng mà tôi cũng biết cái phần số dành sẵn cho những thợ săn mạo hiểm và khinh suất. Lơ đễnh đi, vào chỗ đầy nguy hiểm mà không dè trước. Anh nên biết, nơi đấy là một chỗ đồng hoang cỏ cháy, không có một cái suối, không có một bóng cây. Dí dầu anh có thể thâu thập đặng rất nhiều tấm da quý giá đến thiên kim vạn lượng đi nữa, trước khi anh bị sự đói khát nó vật ngã anh liệu có thể một mình anh chở cả kho tàng ấy mà đi về tới quê hương xứ sở anh không? Tôi đây cũng là một tay thiện xạ như anh. Tôi đây, tôi cũng biết ham muốn cách làm nhanh chóng như anh. Nhưng mà, anh thấy không, tôi lại vui lòng ở lại đây, đi bòn từng miếng vàng vụn, nhất định không đem tấm thân này xông pha trong cuộc nguy hiểm mà tôi biết trước sẽ đem lại cho toàn là những điều bất lợi. Anh là một người nhát gan. Không, tôi là tín đồ của điềm đạm, tôi biết suy nghĩ sâu xa. Còn tôi là người can đảm, tôi không cần suy nghĩ đắn đo gì cả. Anh lầm, anh chỉ là một người nhiệt hứng nhất thời, nghĩa là một người táo bạo mà thôi. Vậy thì anh không chịu theo tôi phải không? Anh sẽ hối hận khi thấy tôi sau này đầy dẫy những của quý. Than ôi, tôi vẫn sợ sẽ không thấy mặt được nhau nữa, vì tôi đã thấy trước anh đã lăn vào hố sâu vực thẳm. Ở lại một mình, sau khi đã hết sức trầm tư mặc tưởng, anh đứng dậy, một cách quả quyết tự bảo, thôi, bây giờ là tới thời kỳ hành động. Anh đốn cây, bẻ lá, về làm một cái chòi tạm và kiếm những cách sống bằng hoa quả. Anh đương rổ và làm rây để lược vàng. Mỗi ngày anh làm việc một cách nhẫn nại, từ sớm đến trưa, từ trưa đến chiều, không chút sờn lòng. Nay một chút, mai một chút, và cứ thế mãi, vàng của anh góp lại vừa đủ mang đi, anh mới lần mò trở về quê cũ. 3 ngày ròng rã, sớm đi tối nghỉ, anh đi gần tới ven biển, bỗng xa xa, anh thấy dạng một vật xù xì, phát nghi. Anh lần đến thì ra là một đống xương người giữa những tấm da thú lạ. Nhìn kỹ những mảnh áo quần, cung tên, quả quyết là của người bạn cũ. Có lẽ anh ấy đã không chịu nổi với những giày vò thống khổ của đói khát nóng lạnh, với những trường hợp cừu thù nó vây khổn anh, nó rình rập từng chặng đường dông ruổi của anh, những cái mà người bạn điềm tĩnh của anh trước kia đã suy nghĩ biết trước. Trái lại, người bạn của anh ngày nay đã nghiễm nhiên là một anh giàu có hàng vạn, thế lực rất to tát là thế nào, chỉ vì khéo điềm tĩnh nhẫn nại, khéo thực hành những nguyên tắc anh đã dự định, xúc tích, sức mạnh. Rời ra, mỗi một miếng vụn không đáng kể là gì, nhưng nếu hiệp lại muôn vàng miếng ấy, nó là một thế lực, một sức mạnh không còn ai dám xem thường. Nhà dưỡng khí, họ thu thập khí lực, không khác nào anh bòn vàng này. Mỗi một cử động vô ích, mỗi một dục vọng thừa thải là mỗi một sức mạnh tiêu hao. Không điềm tĩnh thì không bao giờ suy nghĩ sâu xa cho đặng, trước khi hành động cho có kết quả mỹ mãn. Xúc tích, những khí lực tản mát đó đây vô ích là một yếu tố chắc chắn của thành công. Nhưng không phải bất kỳ là ai cũng làm được. Không phải bất kỳ là ai cũng biết khám phá được những khí lực ấy, vì họ không biết phân biệt những đặc tính của nó là gì. Cái đặc quyền ấy chỉ có những tín đồ của điềm đạm là giữ được mà thôi. Và cũng nhờ sự điềm đạm ấy, họ mới giữ được đặc quyền này. Không điềm tĩnh thì không thể có được sự xét đoán đúng đắn được. Không điềm tĩnh
thì không thể xua đuổi được những dục vọng, những hứa hẹn, những hy vọng hão huyền của bản ngã. Không điềm tĩnh thì khó mà làm cho im lặng cái tiếng kêu vang của vật dục, của tự đắc, nghĩa là của tấm lòng háo thắng và nhiệt hứng cấp thời. Nó xô đẩy ta vào những hành động phi lý, ngu khờ, lơ đễnh. B. Phần thực dụng. Dưới đây là những phương pháp giản dị để xúc tích khí lực. Muốn cho các bạn dễ nhớ và dễ nhận được những mạch lạc của mấy phương pháp dưới đây, tôi xin tóm lại đại khái những điều đã nói trên. Trong đời ta có hai lối hành động, hoạt động và náo động. Hay là nói một cách khác, hành động có ý thức và hành động vô ý thức. Một đàn là ý thức phê phán lý luận, một đàn là vô ý thức và náo động nhất thời, không phải suy nghĩ gì cả. Người điềm đạm tức là người tự chủ, người biết lấy ý thức và kiểm soát, điều khiển những cử động vô ý thức của mình. Vậy bắt đầu phải kiểm soát từng hành vi dụng dặc và vô tâm của mình, để cho cái thần của mình thường làm chủ được cái khí lực và cái thân thể của mình. Bấy lâu nay ta vẫn hành động vô tâm, tha hồ cho dục vọng, muốn làm gì thì làm. Có việc ta biết là phải, nhưng dục vọng ta không nghe, ta cũng tuân theo mà làm sai với cái quyết định trước kia của ta. Ta đã vô tình để cho nó làm chủ ta một lần khác cũng thế, và nhiều lần như vậy ta cũng tưởng đó là một vài câu chuyện nhỏ nên bỏ qua. Nhưng mà không, sở dĩ nước loạn, nhà nguy thường không phải là tại quy luật không nghiêm hay sao? Chuyện gì cũng dễ dãi, bỏ qua, tha thứ, dung túng là làm mồi cho sự nghịch loạn sau này. Cha dạy con mà không nghiêm, thầy dạy trò mà không nghiêm, vua xử tôi mà không nghiêm là đã đi vào con đường diệt vong của thế lực và trật tự rồi vậy. Tới khi hữu sự, vua bị lờn, cha bị khi, thầy bị khinh, còn đâu là kỷ luật, là uy thế của kẻ cầm quyền. Thần minh của ta đối với cơ thể của ta cũng một thế. Ta nên biết, mỗi một tế bào trong cơ thể ta không khác nào mỗi cá nhân trong một xã hội có tổ chức hẳn hoi. Nó có một trí thức riêng, biết tuân theo ý chí của thần minh. Các bạn có nghe nói phương pháp tự kỷ ám thị của Coe không? Cũng là lợi dụng cái ý thức của các tế bào và tạng phủ trong cơ thể ta để gây tạo sức khỏe bằng sự sai khiến của thần minh. Những nhà tu Fakir Ấn Độ, những nhà nội công của Trung Hoa có thể sai khiến tạng phủ họ đến ngưng hơi thở, ngưng máu chạy, cùng làm nhiều điều mà người phương Tây không thể hiểu nổi, vì đã chấp cả sinh lý như chôn sống trăm ngày dưới nước mà không chết. Cái đó không phải là hoang đàn, nó là sự thật, và đã có lắm nhà bác học Âu Tây chứng nhận. Solier de Moran nói, mỗi tế bào có vừa đủ trí thức để làm việc theo trách vị của nó. Mỗi một nhóm tế bào, mỗi một tạng phủ cũng có một trí thức hiểu biết và phản động riêng để làm việc theo phận sự của nó đối với toàn cơ thể. Các trí thức ấy chịu dưới quyền sai sử của một ý thức chung là thần minh hay ý chí. Những nhà khí sĩ Trung Hoa, Ấn Độ sai khiến tạng phủ nói chuyện với tạng phủ, họ như chủ nói chuyện với tớ. Họ tập cho tạng phủ họ quen với kỷ luật của ý chí. Vậy chứ ta không thấy nhiều người không đau gì cả, thế mà thầy thuốc bảo đau là họ đau ngay theo lời dẫn dụ của nhà y sĩ sao? Cái gì làm cho họ đau đó? Trí tưởng tượng của họ, trí tưởng tượng mà kiên cố mãi biến thành ý định. Ý định tức là ý thức. Theo Âu Tây, người ta cho tạng phủ trong cơ thể ta là vô ý thức, nhưng mà người Á Đông lại khác. Họ cho cơ thể của ta cũng có ý thức, nhưng chỉ là một ý thức còn thuộc về thiên tính rất thô sơ. Trừ tạng tâm ra, các tạng phủ khác đều là những nhóm tế bào có một trí thức đần độn, mà tạng gan là đần độn thứ nhất. Cho nên trong các tạng, chỉ có tạng tâm là dễ sai khiến,
gì khôn ngoan, lanh lợi hơn hết. Nếu thường ngày ta không quen tập luyện cho tạng phủ ta quen với kỷ luật, với sự tuân mạng, lệnh của thần minh, thì khi hữu sự, nó không nghe theo ta. Cái đó là lẽ cố nhiên. Ta là một nhà kỵ mã, hằng ngày con ngựa ta cưỡi, ta bảo nó đi bên đông, nó cứ chạy bên tây. Ta cũng vẫn bỏ qua không kể, cứ như thế mãi đến ngày ngộ chiến, ta bảo nó chạy theo ý ta, nó không nghe cái đó cũng không trách nó được. Còn trong nhà, nó muốn gì được nấy, tha hồ làm gì thì làm, thì khi cần phải nghe theo mệnh lệnh của mình, nó không nghe, đó cũng không có gì là lạ nữa. Trong một nước cũng vậy, mà bất kỳ là trong một xã hội nào cũng thế, nhất là trong kỷ luật của nhà binh. Nếu quân pháp không nghiêm, thì ra trận đánh đầu thất đó. Đấy là một điều hết sức hiển nhiên, không cần phải chứng dẫn, ai ai cũng đều công nhận. Đừng khinh thường những việc nhỏ, nhiều cái nhỏ mới ra cái lớn. Bởi vậy, trong những hành vi vụn vặt trong đời hàng ngày của ta, ta phải kiểm tra kỹ lưỡng và phải dụng ý thức mà điều khiển nó. Ta phải tập sai khiến nó từ cái ăn, cái ngủ, cái làm, dĩ như ta muốn ăn đồ ngon. Ấy là cơ thể ta dục vọng ta, nó muốn sự sung sướng, ta phải lấy lý mà suy. Và nếu thấy không có hại gì cho xác thịt, hãy ra lệnh cho nó đừng ăn. Và đã một khi nhất định, dầu có thèm cho mấy, ta cũng không để cho nó bỏ qua cái mệnh lệnh của ta. Ta đã thắng được nó đã bị thua và tuân lệnh theo ta rồi. Cứ mỗi một cái nhỏ nhặt như thế, ta cứ tập cho nó quen sự dâng lời, thì đến khi việc lớn không bao giờ nó dám cãi. Ta không ưa anh ít, thấy anh tự nhiên ta xây qua chỗ khác. Đó là cái xúc động nó xui ta như thế. Ấy là cái dục vọng của tấm lòng tự đắc của ta, nó khiến ta như thế. Ta hãy tự bảo, hãy cười và bắt tay anh ấy, và đừng ghét anh ấy nữa, vì đó là vô lý. Người ta ai cũng có ý nghĩ riêng của họ, không quyền nào ta bắt buộc cả thảy phải có một ý muốn như ta, một thái độ như ta. Luận như thế và cho đó là phải, rồi thì hãy nhất định không nghe lời cám dỗ của bản ngã. Hãy nắm tay anh ấy và vui vẻ với người ta. Ta đã thắng dục vọng ta vì nó phải chiều theo mạng lệnh của ta. Ở nhà muốn mở cửa sổ nhưng mình không chịu mùi hoa dạ lý, biết không có hại, song vì nó không chiều sở thích của mình nên mình không chịu mở cửa. Hãy đi lại cửa, mở toát ra và hãy đứng đấy. Đừng có chiều thị dục của mình mà tự bảo vô lý mà phải sợ nó vẫn dễ chịu kia mà. Có nhiều cách để điêu luyện tinh thần tự chủ ấy. Có một anh học trò khoa khí công hỏi thầy, vậy chứ công phu đầu tiên của một nhà luyện khí phải như thế nào? Ông thầy nói, anh phải nhất định dán cò cho thật ngay ngắn và luôn luôn bên tay mặt bao thơ. Rồi thôi sao? Bấy nhiêu thôi. Thấy học trò mình ngồi ngơ ngác, ông thầy nói thêm, thì cứ làm như thế đi. Tuy là một việc rất dễ, rất thường, nhưng mà luôn luôn như thế, tất anh phải thâu bớt những cử động hấp tấp, vụt chạc của anh. Anh tập luôn luôn phải trầm tĩnh, và tuy là một chuyện nhỏ, cái thần minh anh vẫn làm chủ cái tay anh luôn. Cứ mỗi một hành vi, bất kỳ là hành vi nào, lớn nhỏ cũng vậy, hãy tập dán con cò cho ngay và luôn luôn bên tay mặt. Tôi không còn phải nói gì thêm với anh nữa. Đừng đi kiếm những việc khó làm, lớn lao đâu khác. Làm gì cứ những chuyện vụn vặt nhỏ nhít ấy mà làm. Đừng thấy nhỏ mà dễ khinh. Vì chính những hột cát ấy hiệp lại mới thành bãi sa mạc. Nếu những cử động hàng ngày mà được thi hành dưới sự kiểm soát của ý thức, thì tới khi gặp đại sự, dù gặp phải sự khủng khiếp nguy cơ, ta không còn phải nói như anh trước kia. Tôi vẫn không muốn sợ, và tôi biết không có gì phải sợ. Thế mà sao quả tim tôi đập mạnh, mồ hôi toát trán, rồi thì cái sợ ở đâu nó tràn vào, lấn cả tâm hồn. Trái lại, lúc ấy, nếu ta không chịu sợ, thì cơ thể ta không dám cãi ta.
ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường. A. Kiểm soát những xúc động về tình cảm. 1. Thổ lộ chân tình. Trong các cử động vô ý thức và hao tổn khí lực hơn hết, chỉ có sự thổ lộ chân tình là nên trừ khử trước nhất. Bất kỳ là ở vào trường hợp nào, tốt hơn ta hãy lặng lẽ làm thinh. Ta phải gắng sức, vì đó là một sức mạnh không phải dễ gì kiềm thúc. Ví như ta có một tin gì lạ và muốn đem tin ấy mà cho người bạn của ta, hay ta nên nghĩ rằng nói ra ta sẽ hao phí một ít khí lực vô ích. Hãy giữ nó lại, đừng nói gì cả, đừng tỏ ra cho ai biết những cảm tưởng của ta, nhất là những xúc động của ta đối với dư luận chung quanh. Mỗi một lời nói, một cử động, mỗi cái múa tay, múa chân vô ích mà kìm lại được là thêm cho mình khí lực đó. Đừng lãng phí khí lực của ta trong những câu chuyện vụn vặt, bàn tán câu chuyện hàng ngày, phê bình người kia kẻ nọ. Đừng tưởng đó là mất vẻ giao thiệp. Chính đó là cách bớt những cử động vô ích cho mình và cho người. Khi nào cần phải nói thì hãy nói, nói một cách có ý thức, lừa lọc từ lời. Phải thay vào những câu ngớ ngẩn, những câu có ý nghĩa, đừng cãi lẫy vô ích với ai cả. Nếu ta biết trước rằng không có ích gì cho hai bên thì hãy làm thinh, và để cho bên địch họ phung phí khí lực của họ, còn ta, ta hãy gìn giữ, củng cố nó lại. Nhất là đừng bao giờ vô tình để cho người ta bắt buộc mình phải nói. Trong khi nói, đừng hấp tấp vội vàng, thủng thỉnh mà nói cho rõ ràng, quả quyết. Trong ngày, hãy kiểm soát và thâu rút lời nói lại, được nhiều chừng nào hay chừng nấy. Đừng lầm lộn nói nhiều và nói ít. Có người suốt đời nói mãi mà vẫn chưa từng có nói. Có kẻ suốt đời rất ít nói, nhưng mà nói rất nhiều. Không lạ, Khổng Tử, Gia Tô, Thích Ca, dẫu nói suốt đời cũng vẫn là nói thiếu. Còn lắm kẻ một ngày không nói một lời, mà hễ nói ra toàn những lời vô ích. Hoặc đi gieo sự ngờ vực tan rã, sự cừu thù giữa con người. Họ nói rất nhiều, cũng đừng sa vào thái quá. Nhiều kẻ tâm trí sâu hiểm, họ thấy hại cho kẻ khác cũng vẫn làm thinh. Cái đó không phải họ thu nhập khí lực, mà họ tiêu tan khí lực bằng sự dày vò của ghen ghét, của ác tâm. Ở ngoài thấy hòa hởn, nhưng nơi trong là sức phá hoại ghê gớm mà ta không dè. Cái không nói của người điềm đạm không có ẩn một ác ý gì cả. 2. Hiếu danh. Nói nhiều thường là do nơi tấm lòng tự đắc nó xúi ta như thế. Ta kiếm đủ cơ hội để tỏ cho chung quanh thấy ta là giỏi, là hay, để thỏa mãn cái lòng tự đắc hiếu danh của mình. Không phải những sự phách lối, thô kệch của bọn đụng ai cũng khoe khoang mình đâu. Một cách tinh vi, ta thừa đủ cơ hội để khen người này, tặng người kia. Nhưng rốt lại, người được khen ấy là bậu bạn, anh em học trò hoặc con cháu ta. Cứ quan sát kỹ chung quanh, ta sẽ thấy trong câu chuyện hàng ngày ít có ai tránh khỏi cái tánh hiếu danh ấy, nhất là mình. Phải kiểm soát cho kỹ lời nói, nhất định đừng để nó phải sa vào xu hướng đó. 3. Nóng nảy. Bất kỳ là ở vào trường hợp nào, đừng bao giờ để lộ ra vẻ nóng nảy, bực tức. Dẫu phải đứng trước những khiêu khích thậm tệ, hãy giữ thái độ trầm tĩnh. Nên tự nhủ, nếu ta giận là ta mắc kế, bởi ta không vừa ý họ, nên họ muốn trả thù ta bằng cách làm cho ta bực tức, đau đớn nhất. Nhất định ta không để cho ai lợi dụng và sai sử ta như một con vật thụ động. Trở nên là những xúc động vô ích về tình cảm, ta phải kiểm soát nó cho kỹ và tẩy trừ nó, đừng cho nó lộn vào các hành động có ý thức của ta hàng ngày. Trở xuống, bàn đến cách kiểm soát những xúc động về giác cảm. B. Kiểm soát những xúc động về cảm giác. Tư tưởng của ta sở dĩ hoạt động là nhờ những nhận thức của ngũ quan. Đem những giác cảm ấy mà giải phẫu,
lý luận là một điều rất hay cho sự tự chủ của ta sau này về những xúc động do ngoại giới gây nên. Ta nên biết, hình thái của ngoại vật thường làm cho tinh thần bên trong ta biến đổi. Đi vào một quán nước hay một đền thờ, một tòa sứ, không phải tâm hồn ta có một cảm giác như nhau. Vách sơn, bàn ghế, hình ảnh, cách bố trí của một tòa thánh hay một dinh thự gây nơi lòng ta một cảm giác trang nghiêm tôn kính mà ta không thể có được khi bước vào quán nước đầu làng. Nếu sự bất ngờ xui đến cho ta phải chứng kiến một cuộc án mạng hay tai nạn ghê hồn nào, tự nhiên ta xây mặt chỗ khác. Đó là một cử động không ở dưới quyền của ý thức. Cách ăn mặc, dáng đi đứng của người khiến ta đối đãi với họ có những cử chỉ như thế này hoặc như thế kia. Trời sẫm, khí lạnh bên ngoài làm cho tinh thần ta uể oải, buồn chán. Nhiều vật rờ đến khiến cho ta khó chịu hay sợ sệt. Có người sợ gia cốc, sâu, dế một cách hết sức vô ý thức. Không phải đi tìm nó, nhưng nếu phải gặp nó thì hãy trấn tĩnh lại, ngó ngay vào nó và đừng sợ nó nữa. Dùng lý luận mà thắng những cái cử động vô ý thức đó. Nếu có sự náo nhiệt, ồn ào, xe chạy hay máy rồ làm cho tinh thần ta khó chịu, đừng nhăn mặt nhíu mày, tỏ vẻ bực bội khó chịu gì cả. Hãy lặng lặng nghe tiếng còi nhà máy hay tiếng xe chạy đi. Bạn sẽ thấy rồi cũng không có cái chi là khó chịu nữa. Nếu có một hơi nồng, hôi hám, hãy tìm cách dời cái gốc làm cho hôi thối ấy đi nơi khác. Nếu ta biết nó có hại, bằng không thì đừng có sợ nó mà bịt mũi nhăn mày. Hãy tự nhủ, ta không để cho cái vật vô nghĩa này làm náo động lòng ta. Ăn uống, ta ưa món này, chê món kia. Nếu biết ăn món ấy có ích cho ta, nhưng ta không thích, hãy cứ ăn món ấy và tự nói, ta nhất định không để thị dục ta ưa muốn cái điều ta biết là không có ích. Ta không khứng để dục vọng ta làm chủ lấy ta nữa. Đang khi một món ngon lành, khích động, làm cho ta thèm thuồng nhiễu dãi, thế mà ta lại thắng được nó ngay. Đâu phải là một việc dễ dàng. Ăn kiên cử hoặc ăn chay theo các thầy tu cũng là một lối rất hay để tập cách tự chủ lấy thị dục của mình. Toàn là những việc nhỏ nhặt. Tuy vậy, các bạn cũng nên biết, một cục đá, một giọt nước là nhỏ, nhưng nhiều cục đá, nhiều giọt nước mới làm nên Trường Sơn Đại Hải. Một bước là vắng, nhưng nhiều bước hiệp lại thì ngàn dặm cũng không xa. Lương Khải Siêu, luận về tự trị có nói, phàm xưa đến nay, những người thành được những việc vĩ đại đều nhờ thắng được mình một cách mạnh mẽ. Người Thái Tây không cần nói đến, cổ nhân cũng không cần nói đến, hãy nói đến những kẻ gần đây. Tăng Văn Chính lúc thiếu thời có tật hút thuốc và dậy trễ, sau định tâm chừa lấy, ban đầu tật ấy thường quật lại mạnh, khó thể trị được. Nhưng Văn Chính xem nó như kẻ thù, quyết hạ cho được nó mới nghe. Về sau, Văn Chính giết được giặc là Hồng Tú Toàn, một tay anh hùng cái thế, cứ hơn 10 năm đất Kim Lăng. Chính cũng là một tinh thần ấy, mà Văn Chính đã giết đặng cái tật xấu, nó chiếm cứ tâm hồn hơn 10 năm. Hồ Văn Trung, khi ở trong quân, mỗi ngày đều đọc thông giám 10 tờ. Tăng Văn Chính khi tại quân mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục, đọc thơ vài bài, đánh cờ một bàn. Lý Văn Trung mỗi ngày dậy sớm viết theo Lan Đình 100 chữ. Suốt đời họ lấy đó làm thường thường. Người thường tình thấy thế, há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết ấy không có liên lạc gì đến việc lớn sao? Nhưng các người ấy đâu hiểu đặng rằng, đặt ra các phép tắc có chừng mực và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy. Thật là một sự to tác đệ nhất của phẩm cách con người. Kẻ khéo quan sát đều xem xét mãnh lực tinh thần con người bằng cách ấy.